Sáng ngày 27 tháng 10, đồng chí Đặng Thị Hoa Rây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang để trao đổi một số nội dung về dự thảo tổ chức thí điểm các hoạt động về đêm tại tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Theo kế hoạch, không gian phố đi bộ Long Xuyên thí điểm tại đường Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng đến đoạn Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, khu vực tượng đài Bắc Tôn với tổng chiều dài khoảng 800m. Sau đó sẽ mở rộng kết nối với khu vực tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thời gian tổ chức từ 19 giờ đến 23 giờ, các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Dự kiến khai trương vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật quần chúng, tổ chức sự kiện giao lưu và trưng bày tranh, ảnh, tác phẩm nghệ thuật, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp, đặc sản, đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, bổ sung các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống bằng xe lưu động, kết hợp các dịch vụ kinh doanh hiện có trên tuyến phố Hai Bà Trưng. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây giao các phòng, ban ngành đoàn thể thành phố có liên quan phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức thí điểm các hoạt động về đêm tại tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, phấn đấu đến ngày 22 tháng 12 năm 2023 khai trương, đưa vào phục vụ, tạo không khí vui tươi nhộn nhịp, thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, giải trí, tham quan, mua sắm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.